Xin chào mọi người, em tên là Đào Thái Trúc, học sinh lớp 42 trường tiểu học Lê Thị Hồng Gấm. Hôm nay em xin trình bày về chủ đề cảm nhận của em về một quyển sách mà em tâm đắc nhất. Và những lúc rảnh rỗi, em thường hay đọc sách và truyện. Bộ truyện mà gây ấn tượng mạnh nhất đối với em là truyện Harry Potter. I think it is. Em đã đọc đi đọc lại rất nhiều lần, nhưng em chưa bao giờ cảm thấy chán với bộ tiểu thuyết này cả, vì nó mang lại cho em rất nhiều ý nghĩa nhân văn và có sức hút lớn. Chuyện kể về một cậu bé mồ côi tên là Harry đi vào học trong một ngôi trường ma thuật Hogwarts để bảo vệ cho cậu trước thế lực bóng tối. Ba mẹ cậu đã hy sinh khi cậu vừa mới chào đời. Thế lực bóng tối này ngày càng lớn mạnh. Harry và những người bạn của cậu đã cố gắng học phép thuật để ngăn chặn được chúng. Cuối cùng, Harry và những người bạn đoàn kết chiến đấu chống lại cái ác. Cậu và ngôi trường ma thuật mà cậu coi là nhà của mình đã chiến thắng. Ai nấy đều rất cảm kích cậu. Harry. Sau khi đọc xong bộ truyện này, em cảm thấy nó truyền tải cho em một trí tưởng tượng phong phú. Câu chuyện rất hấp dẫn và thu hút. Thêm vào đó, câu chuyện này mang rất nhiều ý nghĩa đến cho cộng đồng. Nó giúp cho chúng ta biết rằng ba mẹ luôn là người yêu thương chúng ta nhất. Dù có phải hy sinh thân mình, ba mẹ cũng sẽ làm tất cả vì con. Bên cạnh đó, chúng ta phải biết chọn bạn mà chơi. Nếu đó là một người bạn chân thật, thì dù có việc gì ra khó, họ cũng sẽ giúp chúng ta bằng tất cả khả năng. Em rút ra được bài học là đọc sách rất thú vị. Tùy vào mỗi cuốn sách, nó sẽ truyền tải cho chúng ta nhiều thứ chúng ta cần. Để việc đọc sách diễn ra một cách hiệu quả, trước tiên chúng ta hãy đọc những cuốn sách mà mình yêu thích nhất. Đó là khởi đầu cho việc đọc. Dần dần chúng ta sẽ tạo thành một thói quen đọc sách. Tiếp đến chúng ta sẽ đọc qua những quyển sách khác. Mỗi ngày chúng ta chỉ cần đọc một đoạn ngắn. Từ từ chúng ta sẽ đọc được nhiều hơn lúc trước. Khi đó chúng ta sẽ cảm thấy việc đọc rất thú vị vì chúng ta đã quen với việc ấy rồi. Và những lúc rảnh, thay vì chúng ta coi phim, chơi điện thoại hay đọc quyển sách, sao chúng ta không đọc những quyển sách vừa thú vị, vừa có ích cho chúng ta. Sách giúp chúng ta biết yêu thương cuộc sống, biết yêu thương gia đình, kính trọng thầy cô, quý mến bạn bè. Phần trình bày của em đến đây là kết thúc. Em xin cảm ơn mọi người đã lắng nghe.